Được Phật, kính thưa đại chúng, chúng ta đang tiếp tục với những tâm thiền sắc giới. Bắt đầu từ cõi sắc giới, chúng ta đã chuyển sang các tâm thiền. Chúng ta đã đi được rất nhiều bài về tâm thiền sắc giới rồi. Như vậy là về nhà chúng ta ở đây có ngồi thiền nhỉ? Ở đây mình ngồi thiền già cả hay là già? Già nữa, già cả tức là sao? Đúng rồi, già cả tức là kết già. Sao? Già nửa tức là bán già, nửa là bán, đúng rồi. Còn ngồi như nào nữa? Ngồi xếp bằng, ngồi ghế, nói chung là thiền nó có các kiểu của nó. Nhưng mà nói vậy để chúng ta thấy là trong những các cái kiểu ngồi thiền đó, ngồi khoanh chân, rồi ngồi ghế vân vân, nói chung là nó nhiều thứ lắm. Trong các cái kiểu này thì cái kiểu nào ngon lành nhất? Bán già dễ nhất đó. Người cho cái này là ngon lành nhất, người cho cái này là ngon lành nhất. Khó hả? Thì tất nhiên là nhưng mà bây giờ thì nói chung mình không có khe là ngồi như nào, miễn là vô định là được rồi, không sao cả. Nhưng mà chúng ta biết là nó khác nhau như nào không? Tại sao mà phải ngồi già cả, tại sao ngồi già nửa, tại sao ngồi khoanh chân, tại sao mà ngồi ghế hay như nào đấy? Không, ngồi dễ vô định thì cái nào cũng dễ, ngồi này nó thoải mái cũng dễ vô định. Ngồi này ví dụ mà ngồi kiết già lúc đầu chúng ta thấy đau chân, nó khó vô định lắm, nó khó vô định, bởi vì mình đau làm sao mình vô, đau là nó bị ảnh hưởng tâm lý của mình. Đúng rồi, thì cái gì cũng vậy, thì nó quen. Nhưng mà tức là nếu như mà người chưa quen, tức là nó có cái cấp độ của nó, cái cấp độ của nó, ví dụ mà mình chưa quen đau chân, ví dụ lớn tuổi rồi ngồi không, ngồi khoanh chân không được thì phải cho người ta ngồi ghế chứ, không có làm sao người ta vô định được. Còn ngồi khoanh chân, nếu mà chưa ngồi được bán già thì chúng ta ngồi khoanh chân thì bắt đầu cái chân nó mềm dần ra thì bắt đầu chúng ta lên tới bán già được. Người khi mà bán già quen rồi cái chân nó mềm rồi chúng ta có thể ngồi kiết già được, thì nó từng bước một thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là, nhưng mà đây đang nói là trong để hỏi lại, trong những cái này là cái nào tốt nhất? Tại sao? Đúng rồi. Có nghe rồi. Tức là cái này nó có nhiều lợi ích lắm. Thứ nhất tức là mình thấy là cái nó khiến cho cái lưng mình nó thẳng. Cho nên là mỗi lần trong các cái kinh Trung Bộ ấy, Đức Phật bao giờ khi mà Đức Phật dạy các tỳ kheo ngồi, bao giờ cũng phải ví dụ qua cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở ấy, Đức Phật nói là chọn một cái chỗ không xứ, tức là nhàn tịnh đấy, ngồi với tư thế thoải mái, lưng thiệt thẳng, tức là chúng ta thấy là khi mà mình ngồi bán già hay ngồi khoanh chân ấy, cái lưng chúng ta không bao giờ nó thẳng, nó chỉ có cái tư thế này ấy, thì nó sẽ đưa cho chúng ta thấy cái thứ nhất là lưng chúng ta thẳng, và thứ hai nữa là cái trọng lượng nó, cái trọng lượng nó mình có thể nói là giống như nó bị triệt tiêu á, nên là mình sẽ không phải mất gồng lên nhiều. Thế còn những cái này là chúng ta thấy là cái tư thế mình cái một chân nằm ở phía dưới mà một chân lên trên ấy, là cái tư thế chúng ta nó mất cân bằng rồi, thế là cái trọng lượng mất cân bằng, tức là gì? Chúng ta phải gồng lên để cho nó cân bằng lại. Và cái này ấy thì là nó khiến cho cái trọng lượng của chúng ta nó giống như là triệt tiêu ấy, thì cái trọng lượng của chúng ta nó được cân bằng, ngồi nó được lâu hơn. Và thứ ba nữa, cái này là cái quan trọng nhất của bán già, tức là kiết già, tức là sao? Mình cao rồi, mình đắc định vô cái mình đắc định liền á. Là ví dụ là mình đắc định rồi ấy, mà mình ngồi những anh này ấy, tất cả mấy anh này, nói chung là những anh khác là mình dễ bị cái tư thế là bị bất thần, mình xuất định ra.
nên là mình đang ngồi mà tư thế nó không vững mà nó có thể bật cái chân mình ra cái là mình sẽ đang ở trong định mà cái tư thế mình đã bị thay đổi, tức là mình sẽ bị ra khỏi định mà thôi. Để cái nguyên do đó mà tại sao mà chúng ta phải ngồi kiết đà là vậy. Mình cố gắng mình tập để lỡ mình có đắc được định thì mình không có bị xuất định. Rồi này, có một cái nữa thì trước khi mình vào cái bài mới để mình làm cái động lực một chút, mới bắt đầu từ đâu ha. Thì thấy là mình làm cái động lực thôi thì mình thấy là năm cái thiền sắc giới là mình có năm cái chi thiền, năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc nhất tâm chúng ta biết rồi, thì chúng ta thấy là như những cái bài trước thôi, mới ở cái tâm sở thôi, tâm sở chứ chưa phải tâm tâm thiền, tâm sở hỷ đấy. Chúng ta như lần trước có nói là mình mới có đạt đến cái trạng thái tâm sở hỷ, là mình có được cái khinh thăng, tức là mình có thần thông đấy. Thì chúng ta thấy là mới có tâm sở hỷ thôi là cái khả năng thần thông đã có rồi. Nếu mà chúng ta có được năm cái chi thiền này là chúng ta sẽ có cái thần thông dữ lắm. Cho nên là ai mà muốn, tức là cái mục đích của mình nó không phải ở đây, nhưng mà ai mà muốn có thần thông ấy thì chúng ta đi theo cái con đường của tâm giải thoát. Mình có ba giải thoát còn nhớ không? Tâm giải thoát này, tuệ giải thoát này, và cái thứ ba là gộp cả hai là câu phần. Tâm giải thoát tức là chúng ta tu định, tu định tức là những cái này là chúng ta đang tu định. Năm cái chi thiền là chúng ta đang đối trị với tâm, mà bữa là chúng ta học là chúng ta đối trị với tâm đấy, cho nên nó là cái con đường đưa chúng ta đến cái tâm giải thoát. Cho nên là trong cái quá trình mà đi từ đây tới đây là anh ở giữa này, cho nên là ai mà thích có thần thông là chúng ta tu tâm giải thoát là có nhiều thần thông lắm. Và chúng ta thấy là mình lần trước mình có đưa ra tới 40 đề mục, có rất nhiều đề mục mà câu phần, tức là nó gồm cả tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nên là cái người như lần trước có nói rồi, cái này là tu mạnh về định này, cái này mạnh về tuệ này, và cái này là định và tuệ là đều phát triển mạnh á. Thì khi mà mình đu vậy thì cái chặng đường của mình, ví dụ như lần trước mình quán cái vòng tròn Kasina, tức là đất, chúng ta thấy là có đất, nước, gió, lửa đấy. Từ đây chúng ta thấy là nó có thần thông ra nhiều lắm. Xem trong Tây Du Ký chúng ta thấy là Tôn Ngộ Không trỏ cái cây gậy lên trời, là mây mưa sấm chớp các thứ đó, trên thực tế là dựa trên cái nguyên lý này thôi. Hay là trở lại, chúng ta thấy là chúng ta biết là tại sao mà động đất không? Mất cân bằng của cái gì? Đất và khí. Đúng, nếu mà chúng ta mở trong bài kinh Trường Bộ ra, Đức Phật có nói tới 8 cái nguyên nhân động đất. Chúng ta thấy là có một nguyên nhân là khi Bồ Tát mà xuất hiện ở đời là có động đất. Cái đó chúng ta nghe chúng ta tin được không? Tại sao tin? Ví dụ mà thầy không phải Phật tử, không phải người tu sĩ, không phải Phật tử, nói vậy nó cũng hoang đường lắm á. Thì biết là sự thật rồi đấy, nhưng mà người ta không chấp nhận được. Không biết có kể câu chuyện lần trước, hình như có kể câu chuyện là chúng ta thấy là nó sẽ có cái nguyên lý của nó. Cái sự kiện mà Đức Phật mới lại bậc thánh nhân ra đời ấy, nó còn dữ dội hơn cái này là nó trên cái nguyên lý tự nhiên thôi. Như vừa nãy nói đất với khí, nó chúng ta nói đúng đấy, tức là vừa nãy nói là cái gì nhỉ, mất cân bằng đó. Chúng ta dựa trên cái nguyên lý này ấy, để chúng ta thấy là chúng ta có thể chúng ta thấy là
Để mình đi từ cái mất cân bằng trước, chúng ta thấy là cái sự kiện mà Đức Phật ra đời nó cũng là một cái mất cân bằng thôi. Nhưng mà cái mất cân bằng nó dữ dội hơn. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái nguyên nhân cái động đất, chúng ta thấy là có một cái câu chuyện ở trong nhà thiền ấy, có một cái ông Sa Di đệ tử của ngài Mục Kiền Liên ấy, thì ông ấy thấy ngài Mục Kiền Liên bay lên trời mà ngài làm gì? Ngài bay lên trời, ngài nhấn cái chân xuống cái này cái tự nhiên là cõi trời rúng động, làm cho chư thiên hoảng sợ đấy. Chúng ta có nghe cái chuyện đấy không? Vậy hả? Thì khi mà ngài ngài Mục Kiền Liên, chúng ta biết là ngài có thần thông, mà khi mà ngài lên ngài nhấn chân xuống cái này một cái giống như trong học trong cái kinh Duy Ma Cật, chúng ta thấy không biết phải kinh Duy Ma Cật không hề đâu mà hay trong cái bài cảnh sách thì có câu gọi là há thiền Đức Phật Thích Ca nhấn chân biến cõi Ta Bà Trang Nghiêm đấy, có nghe ai câu đấy không? Thì không biết có phải trong, tức là nó diễn tả lại trong cái kinh Duy Ma Cật, tức là ngài ngài Xá Lợi Phất ngài chê nói là thấy cõi Phật nào cũng trang nghiêm thanh tịnh, mà sao thấy cõi Phật của Đức Phật Thích Ca gồ ghề gai góc rồi lởm chởm phân bò phân chó nó tùm lum dơ giấy vậy, không lẽ là ngài không tu cái hạnh thanh tịnh hay sao mà cái cõi này nó dơ giấy như vậy? Thì Đức Phật mới dùng cái ngón chân ngài nhấn xuống đất một cái thì tự nhiên là nó cõi thanh tịnh trang nghiêm, thì nó do cái tâm thôi, thì muốn biểu thị cái đó. Thì cũng tương tự như vậy, thì ngài Mục Kiền Liên ngài có thần thông, khi mà ngài bay lên cõi trời ngài nhấn chân xuống cái là cõi trời nó rúng động, tức là động đất á. Động đất là trên cõi trời chứ không phải cõi của chúng ta. Thì ngài Sa Di đệ tử của ngài Mục Kiền Liên vậy, ngài thấy sư phụ mình lên nhấn chân cái là rúng động chư thiên, tức là làm động đất ở trên cõi trời, chư thiên sợ quá. Ngài cũng học, ngài nghĩ, ngài cũng tức là đệ tử của ngài Mục Kiền Liên mà, cho nên ít nhiều có chút thần thông, nên ngài lên ngài nhấn chả thấy gì nhở. Ngài về ngài buồn luôn nữa. Sư phụ sao mà ngài lên ngài nhấn chân mà cái cõi nó động đất mà sao con nhấn hoài chân mới chả được cái gì vậy? Nhấn muốn cái con chân mà chả được cái gì cơ cả. Thì ngài sao ngài một kia lên ngài nói rằng là con có thấy cái này không, cái này là mặt sông mặt biển đi cũng được, nói cái này nó cái này theo kinh điển thôi. Thì ngài mới nói là con có thấy cái cục phân bò đây không, nó trôi nổi trên nước không? Có nghe cái này chưa? Ủa vậy hả? Ủa cái này ngon lành đấy, không nghe. Rồi có gì lâu lâu mình làm chân động đất cho vui thôi. Nghe cái này là thấy động đất chưa? Ủa? Ừ, thì là động đất đó. Thì ngày Mục Kiền Liên ngày mới nói là con có thấy cái cục phân bò trên cái mặt sông không? Thì ông sẽ đi ông nhìn nó có, mà có liên quan gì cái chuyện nhấn chân đâu sư phụ. Thì ngài Mục Kiền Liên nói ngài có thấy là cái, thì giống như cô nói có thấy cái cục phân bò nó phập phồng trên cái mặt nước không, thì nói thấy nhưng mà nó cũng đâu liên quan gì đâu. Thì bắt đầu ngài mới giải thích, chúng ta thấy là mình ok, bây giờ mình quay trở lại cõi đây cõi mình đi, cái cõi trời xa quá. Bây giờ mình cái này gọi là cái trái gì đây, sao gọi trái đất? Dạ, cái này là trái nước. Ủa sao cười? Có chứ. Thì mình tùm lum tà la ở đây, mình 3/4 là nước mà. Có 1/4 là đất thôi. Mình gọi sai, mình phải gọi trái nước mới đúng. Thì này, cái này là đất nè. Còn đây tất cả những cái này là nước nè. Nó cùng nguyên lý thôi. Thì chúng ta thấy là cái này trong kinh có nói, tức là khi mà ở đây chúng ta thấy là ví dụ mà đây là cái đất, đây là nước, mà cái người mà có đại thần lực ấy là vì sao là ngày Mục Kiền Liên ấy, ngày nhấn chân đây cái thì chúng ta thấy là cái gì? Mất cân bằng thôi. Mất cân bằng là cái này nó phải dùng dính. Thì cái này cũng vậy thôi, nước đây ấy, nhấn xuống cái thì bắt đầu nó có cái sự mất cân bằng, nên là bắt đầu nó sinh ra động đất. Nhưng mà cái đấy thì mình còn chưa thuyết phục lắm đúng không? Tức là ở đây chúng ta thấy là như này, ok, mình có 3/4 nước ở đây, bây giờ cho thêm cái này đi.
Dạ. Trong lòng nó vẫn là chất lỏng, đúng rồi. Tức là tính ra cái chất lỏng là nước, chứ không phải là nè, cái dung dịch. Dạ. Bây giờ mình quay lại. Coi như cái này là cái không gian đây. Đó. Nó có nhiều phương thức để thích ra mình lo. Lòng với đất thì cũng vậy thôi. Cái này ví dụ cái không gian nó còn rộng hơn đi chẳng hạn, thì Đức Phật có dạy rằng là gì, cái này thôi bây giờ mình quy định nó là trái đất lại đi, trái nước nói nó không quen. thì Đức Phật dạy là gì, trái đất được thiết lập trên cái gì, đất được thiết lập trên cái này, đất là một đi, đất được thiết lập trên nước. Thì giống như là cái vừa rồi đó, này, đất này, 3/4 là nước mà. Thì trái đất là nó được thiết lập trên nước, đúng chưa? Tại nước nó được thiết lập trên cái gì? Đúng, trên gió. Cái này là A2 này. Cái thứ ba là gió. Thứ ba là gió. Chúng ta thấy là đây là đất này, đây là nước này, còn tất cả ngoài đây là gió, nó thổi vô. Nó thổi vô mới thành sóng. Sóng thì nó mới đập vào đây. Thì cái nền tảng thứ ba là gió. Thì gió nằm trên đâu? Lửa đâu có. Lửa nó bốc hơi là nó bốc hơi là nó thành nước chứ. Còn đây là gió mà. Đúng rồi, nằm trên hư không, nằm trong không gian. Không gian này hư không được. Hư không tức là không phải là cái gì trống rỗng, mà hư không tức là đây khá là khoảng không á. Hoặc là không gian. Chúng ta thấy là bây giờ mình làm mất cân bằng thôi, thì nó theo cái quy trình thôi. Ví dụ mà cái nền tảng hư không nó chính là cái nền tảng, nó giống như là cái khung này đây. Đó, cái hư không này bây giờ bắt đầu một thời Đức Phật nói là gió nó nổi lên. Gió nó nổi lên, nó thổi này, nó thổi vào mặt nước tạo thành những cơn sóng. Đó, gió nó thổi nó tác động đến nước. Nước nó bắt đầu nó mới, nước nó nhiều mà nó tác động vào trái đất. Nên là đây chúng ta thấy là nó thổi vào nó tạo thành những cơn sóng, nó làm cho cái cục phân bò nó phập phành lên. Chúng ta phải quán chúng ta mới thấy, đúng không? Lúc đầu mà nói nhìn thấy cục phân bò không, chúng ta thấy là đâu thấy gì đâu. Nhưng mà khi mình quán mình sẽ thấy là đất nước gió lửa nó đây. Khi mà cái này nó tác động đến cái này bắt đầu nó tác động vào cái trái đất này, thì cái trái đất này nó sẽ bị mất cân bằng, nó lung linh, nó lung linh nó thành động đất thôi chứ có gì đâu. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên ngài chỉ cái đó, thì bắt đầu ngài mới giải thích. Tức là khi mà có một cái người có đại thần lực mà nhấn cái chân xuống đây đó, tức là thay vì dùng sức gió, chúng ta thấy nhấn chân nó cũng là cái sức gió thôi, tức là nhấn xuống cái nó tạo ra sức gió. Sức gió thì nó khiến cho là cái mặt nước này nó rung động, tức là tạo thành những cái cơn sóng đi chẳng hạn. Nó đập vào đây cái là khiến cái này dập dềnh. Ví dụ mà mình cái này là thay vì cục phân bò mình cho thành một cái đảo đi. Cái đảo nó to lên, cứ mình đứng đây là cái đảo nó dập dềnh, đúng rồi. Mà to hơn nữa là thành trái đất. Cái đó nó thành nguyên lý, nó thành là cái động đất thôi. Bây giờ muốn ra thử không? bây giờ là mình có thể làm động đất được rồi đó. Nói thêm mấy cái đại thần lực này cũng không có gì ghê gớm cả. Khi mà mình có tu thì mình có khả năng, mình nó có những này. Khi mà cho nên là cái sự kiện mà Đức Phật đản sanh ấy là nó có một cái chấn động, tức là nó làm mất cân bằng, nó làm mất cân bằng thì nó sinh ra cái việc là động đất thôi. Nói như vậy để mình có động lực mình đi tiếp. Và mình có năm chi thiền, tức là mình đi, tức là như vừa nãy anh nói, tức là năm cái chi thiền. Rồi chúng ta đi đến tâm giải thoát. Rồi, ngang đó là chúng ta thấy là rất nhiều loại thần thông ở đây. Nè. Rồi bây giờ mình thấy là như vậy là thần thông mình có quán đất, nước, gió, lửa. Mình thấy là quán đất ấy thì mình có cái thần thông gì? Khi mà mình quán mạnh về đất ấy là mình có cái thần thông gì? À,
nó lại nghịch lý vậy. Quán mà chui xuống đất thì là độn thổ đúng không? À, độn thổ nó lại không phải là đất mà nó là nước. Quán nước thì là mình sẽ được, mình sẽ độn thổ được. Thì tất nhiên là có đi trên nước. Độn thổ tức là chúng ta lặn lên, lặn rồi chúng ta tìm dưới nước, mà bơi thì chúng ta nổi lên. Đó, chúng ta thấy là nó mình cứ nghĩ là quán đất là mình độn thổ, nhưng không phải, quán nước là độn thổ. À, độn thổ tức là mình chìm xuống đúng không? À, còn cái nữa mình nổi lên là cái gì? À, mình bơi. À, không không phải bơi. À, đi trên nước vậy. Đi trên nước. À, đi trên nước tức là giống như mình đang bơi vậy. À, và ngược với đi trên nước tức là chúng ta lặn xuống tức là độn thổ nè. Quán nước nó phải là độn thổ, nhưng mình cứ nghĩ là mình, tại mình xem Tây Du Ký nhiều quá cho nên mình cứ nghĩ là độn thổ xuống đất ấy là mình quán đất, nhưng mà không phải. Đất nó là gì? Đất nó là những cái chất rắn. Chất rắn làm sao chúng ta độn xuống được? Đất ở đây không phải mình hiểu theo nghĩa thông thường là đất là giống như thế này. Đất là những cái chất cứng. Mình quán về, ví dụ như mà Tôn Ngộ Không mà dứt một cái sợi lông ra, cái biến ra biết bao nhiêu Tôn Ngộ Không khác nữa. Thì chúng ta thấy là cái này gọi là thân thông. Mình có nghe cái chữ thân thông bao giờ chưa? Thân thông tức là có những cái hình thức biến hóa về thân. Dạ, đúng rồi, biến nhỏ, biến lớn, biến một người ra nhiều người, biến ra hình tượng này, hình dáng kia. Thì cái đó là quán về đất thì nó được cái này. Còn độn thổ mới đi trên nước hay là ví dụ như là sơn tinh với thủy tinh đó, dâng nước lên đánh ấy, là cũng ở đây. Tức là tất cả những loại gì liên quan đến chất phẩm, những cái loại thần thông đó. Gió thì chúng ta thấy là tạo cuồng phong bão táp rồi vân vân. Mưa, hồ mưa gọi gió, chọt cái gậy lên trời, gió tới là gió tới đó. Rồi lửa thì chúng ta thấy là có cái gì, rồi là sấm sét, rồi chúng ta thấy là nó lửa tam muội, chúng ta thấy là tu nhiều nó cũng ở đây thôi. Quán về lửa thì chúng ta thấy là chúng ta có hỏa quang tam muội đó. Nhưng mà quán về thủy, mấy quán về đây chúng ta thấy là chỉ có, ví dụ chúng ta chỉ nói là thủy quán hay là phong quán hay là địa quán thôi, chứ chúng ta không có dùng, nó không có tạo ra hỏa quang tam muội được. Không biết, chúng ta biết tại sao mà nó không có hỏa quang tam muội, nó không có dùng được là đất quang tam muội, nước quang tam muội, gió quang tam muội. Tất nhiên nó cũng có, tức là quang tướng như mình thấy, mình quán cái vòng tròn Kasina nó cũng có quang tướng, chứ không phải là không. Cái gì nó có quang tướng nó mới vào thiền, nhưng mà những cái này nó lại không gọi là, ví dụ mà không có cái tên giống như là hỏa quang tam muội được. Chỉ có lửa mới có hỏa quang tam muội. Đây là đúng rồi, cái đặc tính của lửa tức là nó phát sáng mạnh, tức là đặc tính của nó là sáng. Còn những cái anh này thì nó, mình quán thì nó phát ra những cái quang tướng này, chứ nó không phải là cái phát sáng. Cho nên là cái hỏa quang tam muội là mình dùng cái này mình đốt là nó ở đây. Đó, tất cả các loại thần thông mình nghĩ ghê gớm vậy thôi, nhưng mà mình đi có một chặng đường nho nhỏ này thôi là mình có hết rồi. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là cái mục đích mình tu không phải là cái mục đích mà đạt thần thông. Mình, mục đích của mình là cái kia, nhưng mà trên cái con đường tu, mà nếu mà mình tu theo cái con đường này ấy, là thần thông nó tự có. Nên không chúng ta không cần phải mong cầu. Như vậy là mình có cái động lực mình tu cái này ha. Dạ. Được chưa? À, cái này viết chơi vậy thôi, tôi vui thôi chứ. nhưng mà sự thật là nó vậy, sự thật là mình tu là nó sẽ có những cái đó. Nè. Hô mưa gọi gió, giống Tôn Ngộ Không thì cũng ở đây thôi. Nè, hô phong hoán vũ cũng ở đây hết rồi. Nên nói thấy Tôn Ngộ Không ghê gớm vậy thôi, nhưng mà mình học đến đây thì mình thấy cũng được, mình cũng làm được. À, cầu mưa tức là gì? Tức là chúng ta mưa là nước này. Dâng, vừa nãy con nói dâng nước lên đấy. Thì lập đàn cầu mưa thì cũng giống vậy thôi, tức là
Thì đúng rồi, thì tức là cũng phải có những cái thần thông, tức là phải có cái định định lực nó mạnh ấy, thì nó mới tạo được cái chấn động, tạo được cái mưa, sự mất cân bằng ấy, thì nó mới có thể sinh ra mưa, sinh ra gió được. Thì nó cũng là một hình thức lên đàn cầu mưa, là hình thức của định ấy. Cho nên là Khổng Minh lên đàn thấy ngồi biết bao nhiêu ngày, cái trận mà đánh xích bích ấy. Bây giờ mình hiệp lực lại, mình ngồi mà sao thấy là Kali cầu mưa hoài mà nó không mưa. Là bởi vì sao? Bởi vì cái định lực của mình nó chưa đủ. Nhưng mà năm nay hình như mưa nhiều đó. Năm nay như mưa thế, tận bây giờ vẫn còn mưa, tức là cái định lực của mình nó khá rồi. À, như vậy là đó là năm cái tâm thiền thiện là trong tâm sắc giới của mình đã xong. Bây giờ mình năm tâm thiền thiện là gồm có tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền á. Đó là cái tâm sắc giới. Nè, năm tâm thiền thiện là mình trong cái phần phân loại của tâm sắc giới, mình có năm tâm thiền thiện và năm tâm thiền quả. Hôm nay mình sang năm tâm thiền quả. Nè, thiền quả là mình nghe là mình đã biết rồi, quả tức là mình chỉ có hưởng thôi. Còn cho nên là cái quan trọng nhất là chúng ta thấy là cái tâm thiền thiện. Tâm thiền thiện này nó thuộc về những cái tâm đẹp rồi, tức là nó là tâm công đức. Hay là nói ngắn gọn thì chúng ta thấy là nói tâm thiện cũng được. Nhưng mà cái tâm thiện đây nó khác với cái tâm thiện của cõi lục giới. Bởi vì cái cõi này là chúng ta đang học là cõi sắc giới, cho nên chúng ta nói tâm thiện, tức là đồng nghĩa với việc là chúng ta nói tâm thiền thiện. Chúng ta không nhất thiết phải nói chữ thiền ở đây nữa, bởi vì tâm sắc giới là tâm thiền rồi. Thì những cái tâm này sở dĩ mà chúng ta học nhiều bài học kỹ là bởi vì nó rất là quan trọng. Cái anh này thì nó chỉ là cái kết quả của cái anh này thôi. Để hỏi tiếp xem bây giờ cái tâm thiền thiện này mới là cái tâm tâm thiền thiện này, tâm bất thiện rồi tâm không công đức rồi thì đại khái thôi. Hai cái tâm này chúng ta thấy là chúng ta sợ anh nào hơn? Để. Sợ cái bất thiện. Tại sao sợ? Có chắc chắn vậy không? Thì biết cái đấy thì thầy cũng biết rồi. Dạ. Vì thầy cũng đâu biết đâu, cho nên thầy mới hỏi chứ. bây giờ có ai sợ cái tâm này không? Không. Tâm đẹp mà sợ gì? Có ai sợ cái này không? Sao sợ? À, sợ cái đấy cao quá thầy chưa tới. từ từ tại bởi vì sao mà mình chưa tới, bởi vì mình đang học cái tâm này, tức là mình đang hướng tới nó, đang hướng tới cái tâm thiện này, cho nên là nó chưa đến cái mức mà mình vượt qua thiện với ác, chưa đến mức vượt qua đối đãi. Là chưa có. À, cái đó thì cũng hay, cũng đúng, nhưng mà tại bây giờ mình chưa đạt được mà mình đã sợ rồi thì nó hơi bông quá. Chưa đạt được đã sợ rồi.
Cái đấy rõ ràng là mình chưa có đạt được đó, mà mình đã sợ rồi là mình không có tu được cái gì hết đó. Vậy là có sợ nữa không? Không sợ. Vậy là chỉ có sợ cái này thôi đúng không? Cái đó là mình đang nói trên cái ngọn tít trên cao. Còn của mình ấy là bây giờ ấy, là mình đang ở đây ấy, là thực sự là mình đang sợ cái anh này. Sao mà hả dữ vậy? Biết tại sao sợ không? Nói không đạt thì cũng đạt được, nhưng mà mình e dè mình không làm thôi. Cái này hình như có nói rồi mà, nó giống như là cái này này. Làm biếng nó khác mà sợ nó khác. Nó dễ nó khó, tại sao sợ? Đó, bắt đầu ra chúng ta thấy là xuống ấy thì nó dễ, nó nhàn, cho nên là mình khoái làm. Còn cái này là mình phải cố gắng hết sức mình mới leo lên dốc được, nó mệt. Đó, cho nên là mình sợ thì sợ mệt. sợ khó, sợ. Cho nên như mình vẫn nói là mình thấy là cái này rất là ngon lành, là mình ly dục, ly bất thiện pháp là đắc được cái này. Nhưng mà mình đâu có muốn làm đâu. Mình nghe thì thấy rõ ràng là mình biết rồi đấy, nhưng mà mình đâu có làm. Nhưng mà mình thích đi trà đồ nhôm hơn. Trà đồ nhôm nó có đồ xài liền, nó có quả liền. Cho nên mình có cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là vậy đấy. Hoặc là ví dụ như là cái này nó cũng giống như vậy thôi. Ví dụ như là mình có một ngàn, ví dụ một cái 1.000 này, ví dụ như là mình làm nỗ lực, mình làm được 1.000 nữa, mà mình cho cái tâm thiện này, tức là mình xài, mình cho đi 700-900 ấy, thì mình sót công sức mình làm tháng trời được 1.000, cho thẳng như là ăn không ngồi rồi mà cho nó làm gì, mất 500-600. Chúng ta thấy là đó là cái tâm. Nói ví dụ vậy thôi, để mình thấy là cái tâm mà mình đem ra mình bố thí nó khó, bởi vì nó động chạm đến cái tôi với cái của tôi, cho nên nó khó hơn. Còn cái anh bất thiện ấy là thay vì mình móc tiền mình bỏ ra mình đi trà đồ nhôm, mình được thêm 1.000 nữa. Ngon lành hơn, nhẹ nhàng, ngon lành, mà có đồ để hưởng, để xài. Cho nên đấy là nói là mình mình ấy là mình trà đồ nhôm, tức là cái đồ mà nó bằng nhôm không phải bằng đồng, mình trà cho nó bóng lên. đi chôm á, đi chôm 1.000. Là đi, nói chung là không phải ăn trộm, mà bất kỳ hình thức nào mình có lợi cho mình ấy. Bất kỳ cái gì có lợi cho mình, tức là cái tâm bất thiện ấy, thì thường thường nó có lợi cho mình. Nó có lợi cho mình ấy, thì tức là, cho nên mình có cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả ấy. Tức là mình lúc mình làm bất thiện ấy, nó chưa có quả nên mình không có sợ. Đến khi nó trổ quả rồi ấy, mình mới sợ. Mình sợ là cái khúc này là mình không có sợ, mà lúc nó xảy ra quả rồi á. Bởi vì chỗ này bây giờ mình mới học đến tâm quả mà. Cho nên là quả mà nó xảy ra rồi thì đâu có thể thay đổi được. Mình lúc đấy sợ thì không làm gì nữa, bởi vì lúc đấy là mình sinh ra để mình chịu thôi, mình chịu cái quả thôi. Còn cái lúc mà mình làm ấy là mình sợ, mình ngán, là bởi vì là mình phải nỗ lực gia công. Kể cả cái tâm thiện mình nỗ lực cũng vậy, như vẫn nói cái tâm thiền đó, nỗ lực mình vô thiền hồi xong, đến lúc mình phải xuất thiền xong rồi muốn vào lại nữa, lại phải nỗ lực nữa, nó làm mình mệt mỏi, nó làm mình cũng nản lắm. Cho nên là mình mới muốn vượt qua. Nên là cái anh này thì muốn đi ăn cắp thì chạy ra ăn cắp thôi, có gì đâu. muốn đi lấy thì chạy ra lấy thôi, đâu có phải mà mệt công mệt sức nỗ lực cố gắng đâu. Đấy. Nên là nó dễ hơn. Cái này nói không phải là nói theo ý mình, mà cái này Đức Phật có nói. Đức Phật có nói là này các tỳ kheo, đừng có sợ các công đức. Có nghe cái câu đó Đức Phật dạy không?
Này các tỳ kheo, đừng sợ các công đức. Tức là gì? Tức là mình đang sợ công đức, tâm công đức. Mình sợ là bởi vì như vừa nãy giờ nói đó, sợ tức là mình phải nỗ lực mệt, hoặc là không, tức là mình nghe là ly dục ly bất thiện pháp vào cái cảnh giới tốt đẹp nhưng mà không bao giờ mình làm. Nhưng mà ví dụ mà mình thấy là không, tức là không khả năng, tức là ví dụ như này, mình đưa ra ví dụ để mình thấy là ví dụ như là ai rớt cái bóp vào đây cái mà ví dụ như là bây giờ mình giàu quá thì không nói làm gì, giàu tức là mình nhiều cái tâm này rồi đấy. Bây giờ mình đang nói mình nghèo, mình nghèo, rõ ràng là mình chưa đủ cái này, mình chưa vào, mình chưa được vào tâm thiền, tức là mình đang nghèo đúng không? Bây giờ cái bóp ở trong đây nó có 5.000, 10.000. Bây giờ là hỏi rằng là mình lấy được cái bóp đấy, mình thấy là ra mớ tiền đấy, mình đem đi mình tìm người ta mình trả, hay là mình giữ mình tiêu? Ngon lành ha. Ông, cái xu hướng mình nói thì bao giờ mình nói cái xu hướng tốt đẹp, nhưng mà làm ấy là mình thích làm cái khác. Không, cái đó rõ ràng. Bây giờ ví dụ như là mình nghèo rớt mùng tơi, giống như cái bà già mà đi trộm bánh mì ở New York những năm ba mấy, chúng ta nghe câu chuyện không? Bà là người rất là tốt mà tại sao bà đi trộm bánh mì? Là bởi vì bà nghèo quá, đói quá, không có tiền nữa, mà bây giờ mà lượm được cái bóp mà 5.000, mà trong khi đó mình một miếng bánh mì mình không có mình ăn, dễ gì mình trả, đâu có ngon lành vậy. Thì tất nhiên đấy, đưa ra cái ví dụ để mình thấy rằng là cái xu hướng của mình ấy là mình không có, tức là mình thích cái này nhưng mà mình không có muốn làm. Tức là cái ngọn đấy là mình thích nhưng mà mình không muốn làm, cho nên là mình mới có cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tức là mình đến khi mà nó xảy ra rồi mình mới sợ nó, chứ còn lúc mình làm mình không có sợ. Bây giờ mình có học Phật một chút chút rồi thì mình cũng ok, nhưng mà chúng ta thấy là nhiều khi có những người về nhà ở đây thì ngồi thiền lim dim ngon lành, nó về nhà cái gặp con là la. Chúng ta thấy đó là cái tâm bất thiện đấy, nhưng mà mình vẫn làm, mình biết là bất thiện nhưng mình vẫn làm, vẫn bình thường thôi. Thì cái đó là đang nói là cái tâm lý chung của mình là như vậy. Để cô thấy sao, vẫn phản đối đúng không? Thì tất nhiên rồi, nhưng mà chúng ta thấy là mình đang nói cái tâm của mình ở đây, tâm của mình ví dụ như mình đang nói đây, mình nghe rằng là Đức Phật dạy là ly dục ly bất thiện vào cái cảnh giới thiền là ngon lành lắm, nhưng mà bao giờ mình đâu có làm đâu, mình không có làm, tức là nó giống như là mình đang đi lên dốc, tức là không làm tức là sợ đấy. Đây muốn nói là không làm tức là sợ, mình không có muốn tập. Nếu mà mình tập ấy thì mình đắc thiền lâu rồi, chứ mình đâu có ngồi mình học ở đây nữa. Thầy đâu có cái cửa nào đứng đây mà ngồi nói về năm tâm thiền. Cho nên rất rõ ràng là như vậy. Cho nên là Đức Phật có kết luận, Đức Phật nói rằng là ta vì này các tỳ kheo đừng có sợ làm các công đức, là Đức Phật muốn nhấn mạnh rất rõ ràng là mình đang sợ làm công đức, cho nên là Đức Phật mới nói vậy. Và ngài nói cái vế sau đó là gì? Ta vì không sợ làm các công đức cho nên là rất nhiều đời sinh ra làm thiên chủ phạm thiên, rồi chuyển luân thánh vương, thì nhờ những cái công đức đấy. Sở dĩ mà mình chưa có được làm chuyển luân thánh vương với thiên chủ sát ca hay cái gì là bởi vì mình đang sợ công đức. Tức là mình thấy nó khó làm, cho nên nhiều khi mình đang làm, mình cũng phát tâm mình làm đấy, nhưng mà làm được một chút chút mình thấy nó mệt mỏi quá. Ví dụ như là học hồi trước mình học có hai lớp, bây giờ bắt thêm học thêm lớp nữa, bắt đầu mình mệt, mình thấy mệt, nhưng mà học lâu lâu bắt đầu từ từ mình mới quen, tức là phải trải qua một thời gian đào tạo huấn luyện rất là lâu, bắt đầu mình mới quen với nó. Thì trong khi đó chúng ta thấy là giống như cô có học từ khóa đầu đúng không? Đấy, chúng ta thấy là đăng ký tới 200 người, cuối cùng rớt xuống còn có 30 người. Thì đó là rõ ràng là mình nản. Trong quá trình mình phát tâm khởi tâm tốt đẹp đấy, nhưng mà nửa chừng là mình nản, tức là nó rất là mình sợ, nói đi học mình sợ lắm, bởi vì mệt. Ngay bây giờ mà nói cho thầy đi học chắc thầy cũng chấp tay thầy lại rồi. mệt mỏi quá rồi. Nói thì nói vậy, tôi đang nói là đi đến trường học thôi, chứ còn trên thực tế bây giờ mình vẫn phải học thôi, có học thì mình mới chuẩn bị bài mình dạy được. Bây giờ mình vào cái phần thứ nhất là định nghĩa. Chúng ta thấy định nghĩa và tâm thiền quả. Bởi vậy cho nên là
Trong cái bài kinh thì Đức Phật có nói là có bốn hạng người tu đấy. Hạng thứ nhất đấy là quyết tâm cầu đạo để giải thoát này. Hạng thứ hai là có thể nói được nghĩa lý của đạo. Tức là hạng thứ ba, hạng thứ tư thì không có tính làm gì rồi, bởi vì là hạng thứ ba là vào để mưu mưu sinh thôi. Tức là vì ăn mặc. Hạng thứ tư là vào là phá đạo. Hạng thứ nhất là perfect rồi, tức là quyết tâm tu đạo giải thoát, tức là không có sợ cái tâm công đức. Còn hạng thứ hai là có thể nói nghĩa lý của đạo, tức là mình nói những cái điều tốt được nhưng mà mình chưa thực hành được. Tức là giống như thầy với lại các vị đấy, tức là mình nói được nghĩa lý của đạo, mình nói được những cái điều tốt đẹp nhưng mà mình chỉ nói được trên lý thuyết thôi, nhưng mà mình chưa thực hành được. Bởi vì khi thực hành mình thấy nó gian nan, nó cực khổ quá, mình ngán tức là sợ đó. Chúng ta đi vào cái phần thứ nhất là định nghĩa về tâm quả đó, là tâm quả của sắc giới là tâm thành tựu hay là kết quả đó, thành tựu hay là kết quả của tâm thiền thiện. Đây là của năm cái tâm đầu chúng ta mới học đó. Những cái tâm này là nó sẽ tạo ra cho chúng ta là cái tâm tử. Nghe nói tâm tử chúng ta đừng có sợ. Bởi vì nếu mà không tử thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ ở mãi cái tâm thiện này, chúng ta không có được hưởng quả. Nó sẽ tạo ra ba cái tâm. Thứ nhất là tâm tử, rồi tâm hộ kiếp Brahmanga đấy, trong cái tâm ngủ ngầm để chờ đi tái sinh đấy, và tâm tục sinh. Nói chung tâm nào thì nó cũng sẽ đưa đến ba cái tâm này thôi, nhưng mà do cái tâm thiền thiện này chúng ta nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm chúng ta tu tập cái tâm thiền thiện đấy thì nó sẽ đưa cho chúng ta đến cái tâm lý lúc chúng ta gần vãng sanh đó, thì chúng ta có cái tâm tử nó hướng đến thiền, rồi tâm hộ kiếp nó cũng có thiền, thì chúng ta sẽ tái sinh đến cái tâm của thiền, tức là chúng ta sinh vào cái cảnh giới của thiền thôi. Tức là nó làm cái nhiệm vụ của nó là đúng rồi. Tức là hộ kiếp tức là chúng ta đang giống như mình gọi là đang chuẩn bị đi tìm đường tái sinh đấy. Thế là nó là tâm thành tựu của tâm thiền thiện, và nhiệm vụ của nó là nó tạo ra những cái tâm tử, tâm hộ kiếp, tâm tục sinh ở trong cái trạng thái của thiền, để giúp cho chúng ta tái sinh vào cảnh sao đây chứ cảnh thiền của sắc giới. Chúng ta tu sắc pháp thì rõ ràng là chúng ta sẽ tái sinh vào cõi thiền của sắc giới thôi. Ho nó bị lây ấy. Lây lan giống như ngáp vậy. Sắc giới tất nhiên là bắt đầu từ cõi đầu tiên là cõi thiền của Phạm Thiên. Định nghĩa đơn giản thôi, nó chỉ là cái kết quả thôi. Kết quả của cái việc chúng ta tu năm cái tâm thiền thiện thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trạng thái của ba cái tâm, nó tạo ra ba cái tâm này, tâm tử, tâm hộ kiếp, tâm tục sinh ở trong trạng thái của thiền, chứ không phải trạng thái của tham dục hay là của trạng thái bất thiện pháp. Nếu mà còn có trạng thái của dục, của bất thiện pháp thì chúng ta sẽ sinh vào cảnh dục giới. Nó thế thôi, nó là hệ quả của nó thôi. Nghe được chưa? Chúng ta sang phần thứ hai là phân loại. Tất nhiên là năm cái tâm thiền thiện nó cũng sẽ cho chúng ta tương ứng với nó là năm cái tâm thiền quả, gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Tất nhiên sơ thiền thì tương ứng với tầm, này là tương ứng với tứ, này là hỷ, này là
là này là nhất tâm. Nếu mà trong cái tâm thiền thiện chúng ta tu tập mà ly dục ly bất thiện pháp, chúng ta sống ở trong cái trạng thái của tầm, thì chúng ta sẽ sinh vào cái cảnh sắc giới. Đầu tiên là cảnh sơ thiền sắc giới. Nếu mà chúng ta phát triển cái tâm tầm đến mức độ cao nữa thì chúng ta sẽ sinh vào cái cảnh giới của tâm nhị thiền. Tức là kết quả của nó thì sẽ có năm, tương ứng của nó sẽ có năm cái trạng thái. Năm trạng thái của tâm thiền. Bởi vì nó sẽ cho cái cõi thì nó sẽ khác. Năm trạng thái thì là năm cái trạng thái tâm của chúng ta, là nó sẽ gồm có năm. Nhưng mà khi mà cái kết quả chúng ta tái sinh vào cái cảnh giới thì nó chỉ có bốn thôi, là cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền và cõi tứ thiền. Cái cảnh của nó chỉ có bốn thôi. Thì cảnh sơ thiền này thì đã cõi sơ thiền đấy. Thì khi mà chúng ta thấy là cái trạng thái tâm thứ nhất mà chúng ta có tầm á, thì chúng ta sẽ đi vào cái cảnh giới, không phải đi vào cái trạng thái tâm của chúng ta là cái trạng thái tâm của cõi sơ thiền, mà chúng ta có tư phát triển đến tứ thì chúng ta sẽ có cái trạng thái tâm của cảnh giới nhị thiền. Và khi mà chúng ta, ví dụ mà chúng ta có cái tâm tử với hai cái tâm này đó, thì giống như là chúng ta có hộ kiếp, cái gì đầu tiên, tâm tử này, tâm tử, hộ kiếp này, rồi tục sinh này. Ví dụ chúng ta đang tu tập cho các cái tâm thiền, nỗ lực đến nhất tâm, nhưng mà đến chúng ta đạt đến trạng thái tứ, chúng ta làm ra chúng ta chết rồi chẳng hạn, thì chúng ta đang ở trong cái trạng thái của tâm với tứ, thì chúng ta thấy là nó sẽ đưa chúng ta đến cái tâm tử với tâm hộ kiếp với cái tâm tục sinh. Của cái trạng thái đang có tầm có tứ thì chúng ta sẽ sinh vào cái cõi, cõi tức là cảnh giới, ví dụ như cõi dục giới, cõi người, cõi trời đó, thì chúng ta sinh vào một cõi sơ thiền này. Có thắc mắc gì không mà thấy? Dạ đúng rồi, tức là kinh tạng hay luật tạng nó cũng giống nhau thôi. Tức là kinh tạng tức là mình phân tích cái này là cái trạng thái của tâm. Trạng thái thứ nhất là chúng ta đi tìm một cái chỗ nào đó, rồi bắt đầu chúng ta ví dụ tìm cái bông hoa, rồi chúng ta tìm tức là nó là chỉ là cái nhân thôi. Đó. Trong vi diệu pháp là chúng ta chia cái này, cái trạng thái của sơ thiền ra thành nhân với quả. Khi mà chúng ta tìm cái bông hoa, tìm đến cái bông hoa này ấy, thì chúng ta không có đi tìm một cái đối tượng khác nữa, mà chúng ta gắn chặt vào cái bông hoa này để chúng ta quán chiếu ấy, thì nó đưa đến cái kết quả là chúng ta, cái kết quả của nó là chúng ta sẽ gắn bó với nó, gắn bó với cái bông hoa đó, thì nó là cái kết quả. Cái trạng thái thứ hai này ấy, nó là kết quả của trạng thái thứ nhất. Thế nếu mà tầm không, chúng ta tìm đến cái bông hoa mà không làm gì ấy, mà không làm gì thì chúng ta thấy là chúng ta chạy sang cái tâm khác, thì chúng ta cũng vẫn còn là dục giới mà thôi. Cho nên là chúng ta sẽ không sinh vào cái cảnh của thiền đấy. Trạng thái tâm ấy thì chúng ta đắc được sơ thiền, nhưng mà chúng ta không có kết quả để chúng ta, cái này là kết quả. Ví dụ như là chúng ta có rất nhiều hạt giống ở đây, chúng ta không có cày cấy, không bỏ nó xuống ấy, thì chúng ta sẽ không sinh, tức là cái ruộng ấy nó sẽ không lên những cây lúa. Thì tương tự như vậy, chúng ta có cái nhân là chúng ta tầm, mà chúng ta không có cái kết quả là chúng ta gieo xuống ruộng ấy, thì nó sẽ không đưa chúng ta vào cái cảnh giới, không sinh vào cái cảnh giới này. Cái trạng thái tâm của tầm á, như chúng ta thấy là trên thực tế chúng ta cần, nhưng mà nó là một cái anh rất là nguy hiểm mà chúng ta phải bỏ qua, phải vượt qua. Cho nên là trong kinh nói là vượt qua tầm, vượt qua tứ, tùy theo đạt đến cái trạng thái của hỷ, xong rồi bắt đầu muốn đi nữa chúng ta phải vượt qua hỷ. Là gì? Tức là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta cứ giữ hoài cái tâm tầm, chúng ta tìm cái này xong cái chúng ta tìm sang cái này, chúng ta tìm cái kia, tức là nó rơi vào cái trạng thái phóng dật. Tầm xong là chúng ta phải trụ ở đó, thì chúng ta không có bị phóng dật nữa, thì bắt đầu
hỷ lạc nó mới từ từ nó sinh ra, chứ còn chúng ta cứ đi tìm hoài thì cái hỷ nó chưa kịp sinh ra chúng ta đã đi mất rồi, thì sẽ không đưa vào cảnh giới nào hết. Cho nên cái này tầm nó là nhân, và chúng ta gắn bó vào cái cảnh đấy, gắn bó tức là vẫn còn là tầm đấy, chúng ta vẫn đang tìm cảnh thôi. Cho nên là hai cái này nó là hai trạng thái tâm, nhưng mà trên thực tế cái kết quả nó chỉ đưa đến một thôi. Cho nên là cái này là vi diệu pháp này, là nói đến cái trạng thái của tâm, tức là một tâm mà. Vi diệu pháp thì nói từng tâm một, một tâm. Mỗi một cái sát na chúng ta chỉ nói đến một tâm thôi. Còn cái cảnh giới này ấy, là có thể có nhiều tâm hơn. Đó, nó có thể có, cái này là nó gồm có cả tầm, cả tứ. Cho nên là khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta có được cái tâm sơ thiền, có trạng thái của tầm rồi, và chúng ta đi qua cái trạng thái của tầm mà chúng ta gắn bó với đối tượng, tức là chúng ta gom tâm đấy, gắn bó tức là chúng ta đã đạt được cái trạng thái gom tâm rồi đấy, thì chúng ta không may mà lỡ mà chúng ta có bị chết ở đây đó, thì chúng ta sẽ sinh đến cái cảnh giới của sơ thiền. Sơ thiền là gồm có những cõi trời nào ha? Chúng ta thấy là mới có tầm có tứ thôi mà sinh vào cõi trời cũng ghê gớm lắm đó. Mình có cõi sơ thiền là cái này đã đang sắc giới rồi, cái này là mình tu tâm quả mà. Nè. Tâm thiền quả rồi là mình có phạm chúng, phạm phụ, đại phạm. Ba anh này anh nào ngon? Đại phạm là anh nào biết không? À, đúng rồi, đại phạm tức là vua đấy. Thì chúng ta rồi phạm phụ này tức là gì? Là quan phụ tức là phụ tá chứ không phải phụ bạc. À, còn phạm chúng tức là dân chúng thôi. Ở trong đây cái anh này ấy là anh mà ngon lành nhất. À, chúng ta thấy là có thể gọi là thiên chủ, hay là như mình ấy, mình gọi là anh này gọi là đúng rồi, mình gọi là thượng đế đó. Trên thực tế thượng đế là có thiệt chứ không phải không có. Có. Nhưng mà có tức là các cái đạo khác họ nói là có thượng đế, mà mình nói là không có thượng đế thì mình đúng và mình sai, và họ cũng đúng và họ cũng sai. Chúng ta biết tại sao mình đúng mình sai và tại sao họ đúng họ sai không? Dạ. Thì cõi trời cao là cái này đó. Đó, mình đang nói là cái này đấy, nhưng mà nó có lý do của nó. Để ra từng người một nói, ai vừa nói trước hả? À, hình như có đồng hiếu nói trước. Thì họ có cái lý đúng của nó đó. Dạ. Có, cái này có sáng tạo. Nhưng mà họ nghĩ sai thôi. Mà mình cũng, trên thực tế nó có cái ý sáng tạo ở đây, chứ không có. Thì cái chuyện final ấy không sao, mình tính sau. Nhưng mà trên thực tế là Thượng Đế là đấng sáng tạo. Có, nó có cái ý đó, nhưng mà nó lại không có cái ý đó. Cho nên mới nói là mình cũng đúng và mình cũng sai. Tức là mình hiểu đúng thì nó sẽ đúng, còn nếu mà nhiều khi mình chỉ chật chút xíu thôi, nếu mà mình không nói ra thì mình sẽ chật đi chút xíu là mình sai. Còn họ cũng có cái đúng của họ và có cái sai của họ, sai nặng hơn, còn mình đúng nhiều hơn. Thì nó sẽ thành vậy thôi. Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi, về mình suy nghĩ. Sao ạ? Bây giờ mình về mình nghiên cứu cái ông này xem là mình đúng chỗ nào mà mình không đúng chỗ nào, và ngoại đạo đúng chỗ nào, ngoại đạo sai chỗ nào. Đó. Mình đại phạm này trong Phật giáo có đại phạm này chính là ông thượng đế đó. Có, nhưng mà cái của mình nó khác, nhưng mà khác như nào về mình làm cái công án. Rồi mình thì cái cõi là cõi sơ thiền, và hữu tình ở trong cõi sơ thiền gồm có ba. Hữu tình trong cõi sơ thiền này thì giống như cõi dục giới thì nó có cõi người, cõi trời. Thì ở đây nó đã có cái tầng thứ nhất là phạm chúng, tầng thứ hai phạm phụ, tầng thứ ba là phạm đại phạm. Rồi mình hồi hướng hả?